Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay thì bên em có về được một chiếc đồng hồ thiết kế khá là đặc biệt đến từ nhà sản xuất Seiko Đây là một chiếc thuộc dòng sản phẩm Seiko nội địa Nhật với mã sản phẩm SARC009 à, Các bác nhìn thấy là mặt số của em này chúng ta sẽ làm với tông mặt màu nâu cà phê rất đẹp và hay à, Dòng Seiko Presage thì khá ít mẫu đồng hồ mà có cái tông mặt màu nâu cà phê này các bác nhé và cái điểm đặc biệt nhất, mới lạ nhất và hiếm nhất ở trên chiếc đồng này đó là bộ kim và cọc số thay vì kim và cọc số được làm dạng mảnh gọn hoặc là cọc số dạng vạch nhưng mà nó có nhẹ nhàng thôi thì với chiều này chúng ta có một cọc số nhìn ngắn gãy và rất là khỏe khoắn bộ kim chúng ta cũng sẽ là một dạng kim cụt đã nhìn rất là lạ lắm, độc đáo à, SRC 009 này có lẽ là một trong dòng, dòng sản phẩm hiếm hoi của nhà Seiko mà sẽ có thiết kế kim cọc nó độc lạ và nó khỏe như này À, nhìn mà cái kim cương thì rất là khỏe nhưng mà cái đường kính của chiếc hồ này thì lại rất tuyệt vời với sai mặt của em này ở mức gọi là sai mặt hơi bé một chút cho nên là anh em mà Trung vi cỏ tay chúng ta vừa và nhỏ thích đeo chiếc đồng hồ nhìn nó giữ dằn khỏe khoắn một chút anh em lựa chọn chiếc SRC 09 này để đeo thì uh, trước khi đến cơm chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì chắc mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi người nút đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả chuông bên cạnh để khi mà anh em ra video đồng hồ mới youtube sẽ sự thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào về cung cấp nhé không mất nhiều thời gian gặp nữa, chúng ta kỹ hơn với chiếc Seiko SRC009 trong video đồng hồ ngày hôm nay Chiếc SRC009 hôm nay em tự bắt thì đây là một chiếc hàng qua sử dụng à, Về tình trạng thì em này hiện tại thì không có hộp các bác nhé, chỉ còn lại mình đồng hồ thôi Độ mới để em đánh giá con đồng hồ này độ mới rất là tốt Các bác mua không phải quá lăn tăn về độ mới chiếc đồng hồ này với độ mới đánh giá rơi vào tầm khoảng 98 99%. Chỉ hơi tiếc một chút là em này thì sẽ không có hộp đựng. trước à, khi bác mua thì bên em sẽ hỗ trợ một cái hộp đựng nhỏ nhỏ bên ngoài nữa để trong quá trình vận chuyển được an toàn hơn. À, và à, đặc biệt là khi mà anh em sử dụng thì chúng ta có thể cất đồng hồ trong hộp và để trên bàn được, để cất còn an toàn để yên tâm hơn. À, thân vỏ và dây được làm hoàn toàn là chất lượng thép không kỳ 36L, dây thép chúng ta sẽ là bộ dây thấp đúc và cái thiết kế dây kiểu như này thì nó lại Uh, hơi hướng của dòng Seiko Reset các bác nhá. mặt số thì nó rất là khỏe khoắn, nam tính lì lợm đấy. Nhưng mà cái cái dây này thì cảm giác nó lại hơi một chút mềm mại. Khóa chiếc khóa thép đúc đấy sau ở máy giúp em quan sát chuyển động máy trong. Đấy về cơ bản của hình của em này là như vậy. Còn khi mà cầm chiếc đồng này trên tay thì cảm giác về trọng lượng của em này thì nó sẽ hơi nặng tay một chút đấy. À, anh em đeo được với em thì em cầm nhiều đồng hồ cơ thì nó quen tay rồi, cảm giác thì em không thấy nặng lắm. Nhưng mà nếu anh em đang đeo những chiếc đồng hồ uh, máy pin này hoặc là những con đồng hồ cơ mà nó kiểu dạng đồng hồ dây da ấy thì anh em thấy khi mà đổi sang chiếc đồng này thì cảm giác nó sẽ hơi đầm tay khi mà anh em đeo một chút đã. và anh em sẽ phải mất khoảng tầm vài ba ngày để anh em làm quen được với trọng lượng của đồng hồ tuy nhiên khi mà chúng ta đã quen được cái trọng lượng của đồng hồ rồi thì nếu như mà anh em tháo đồng hồ ra thì lại thấy là trên cổ tay chúng ta nó rất là trông vắng và cảm thấy giác cổ tay nó cứ nhẹ nhẹ nó thiếu thiếu đấy đó là một trong ưu điểm của chiếc đồng hồ thiết kế trọng lượng nặng như này À, còn về thiết kế mặt số thì đây là một chiếc đồng hồ sử mặt số được làm màu nâu cà phê và anh em nhìn thấy là anh em chọn cho nó sẽ có một chút thì nó nâu được kiểu đỏ đỏ, lên và được chảy tia sáng san bớt à, thiết kế kim cọc khỏe khoắn nam tính và hơi một chút đó nó khá là dữ tợn phải dùng từ dữ tợn với cái phần kim cọc này Đấy. với bộ máy 6 ra 20 chúng ta sẽ có những cái option đầy đủ và tiện dụng lịch thứ ngay và chức năng uh, power reserve hoàn thiện ở đây là một chiếc đồng hồ đến của thương hiệu Seiko cho nên là về đón tiện thì không gì để mà chê cả các bác nhé hoàn thiện của em này là phải gọi là cực kỳ tốt Đấy. đẹp sáng bóng bẩy các chi tiết hoàn thiện nhìn rất là sắc nét à, kích thước này nha nó nói con này chỉ có xe mặt của em nó chỉ có khoảng 38,5 thôi cho nên là và độ dài mặt số của em này là khoảng tầm 13 cho nên là tay cũng anh em chỉ cần khoảng tầm lanh quanh 15 hơn là anh em thể chơi được chiếc đồng hồ này rồi Đấy. cái sai mặt này lại không liên quan gì đến cái cái thiết kế mặt số cả mặt số nhìn rất là dữ tợn nhưng mà cái sai mặt của em này thì nó lại cảm giác cái sai mặt rất là bé Đấy rất là hay đấy cho nên là anh em là yêu thích cái phong cách đồng hồ nó khỏe khoắn sport hơi hướng sport thể thao cá tính một chút nhưng mà lại có cổ tay nhỏ thì cái chiếc đồng này kiểu dạng nó gần như là trần ái rồi đấy à, em này thì xuất hiện trên thị trường thì rất là ít các bác nhá thì thoảng mới có hàng về thôi đó trên là chiếc này ngoài giá trị về đeo sử dụng hàng ngày thì anh em có thể mua về sưu tầm cũng rất là tốt nữa à, đẹp càng nhìn lại càng yêu cái thiết kế kiểu như này rất là khỏe chắc nhìn rất là thích mắt à, về giá bán thì chiếc này thì hiện tại trên thị trường thì chắc là thuộc dạng à, siêu hiếm rồi Đấy bên em hôm nay mãi mới đi về được một chiếc và vụ các bác với mức giá cũng tương đối dễ chịu. Đấy, à, con này bên em đang bán với mức giá cho một chiếc hàng qua sử dụng độ mới 98 trăm chỉ là 15 triệu rưỡi thôi các bác nhá, 15 triệu 500 thôi, mức giá phải nói là cực kỳ mềm thôi Còn đến kia hơn với thiết kế của phần mặt số thì em sẽ zoom nhanh kỹ cho anh em nhìn một chút. Thì mặt số chiếc đầu này chúng ta sẽ có mặt được là màu nâu cà phê và cái cảm giác nâu nó hơi đỏ đỏ một chút. Đấy, và có tia sáng sân bớt ở phần mặt số khi mà anh em góc sáng chúng ta sẽ thấy tia sân bớt này. Đấy à, được bộ máy được trang bị là máy 6 r 20 thì các bác thấy là máy 6 r 20 thì cái chức năng power shop thì nó cái để quạt này nó sẽ hướng vào trong thì máy 6 r 21 thì để quạt sẽ hướng ra ngoài và cái nền của cái power này nó sẽ được làm màu cũng là màu nâu nhưng mà nó kiểu nó ghi xám giống màu ghi nhiều hơn ở bên trong này chúng ta sẽ có được là chỗ 3 giờ là chức năng là lịch thứ này Đấy, từ góc 6 giờ để chức năng lịch ngay Nói chung là em này bộ máy 6 hai 20 thì những cái option mà quan trọng nhiều anh em đánh giá là quan trọng nhất hay sử dụng nhất ở trên những cái bộ máy cơ của đồng hồ cơ thì nó đều có cả với chức năng auto tích này, lên có tự động này, chức năng lên có tay, để dừng kim dây chỉnh giờ này, rồi lịch thứ này, lịch ngày và báo năng lượng tích cốt Bộ máy chúng ta thì có thời gian tích cốt nó rơi vào tầm khoảng 45 giờ các bác nhá. Và đây còn khoảng 15 tiếng tích cốt nữa. với cái kim xăng nó chỉ vào giữa số 10 và 20. Vành ngàn dream, phút ngoài cùng thì Seiko họ sẽ làm màu trắng và với Seiko thì nó chia cái vành này rất là tỉ mỉ là cực kỳ là à, dễ nhìn các bác nhé. tiếp theo nữa là góc à, cọc số chúng ta sẽ có bộ cọc số làm là thép công kỳ gắn đổi và rất là khỏe khoắn như thế này với góc 12 giờ chúng ta sẽ có cọc số nó chia làm 3 Đấy, góc số lại sẽ chia đôi thôi ngày là cọc số này ngắn cụt to Đấy, to và ngắn đó tiếp theo nữa là logo Seiko hãng để góc 12 giờ bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ automatic và bộ máy của chúng ta thì sẽ có 29 chân kính rất là quen thuộc của máy 6G20. Về dưới góc 7 và 6 giờ là dòng chữ Japan. Đây là một chiếc sản xuất và đáp tại Nhật, ba Má máy này và mã phần mặt số. Bộ kim hiển thị chúng ta sẽ kim dây thanh mảnh trôi một bà với tần số động 28 và 800 của bộ máy. À, và đôi kim dây chúng ta sẽ có một cái hình thoi như này. Về dưới góc à, bộ cọc à, kim giờ và kim phút anh em trên thấy này, nó sẽ được làm dạng kim cũng rất là khỏe. Thiết kế cũng tương tự như cái phần cọc số và kim cụt đấy. Phần, uh, chia đôi phần kim ra thì nó sẽ có một cái trường chỉ ở giữa phần kim kính sapphire khối chống xước các bác hoàn toàn yên tâm trong tình sử dụng không lo mà kính chúng ta gặp bất kỳ vấn đề gì đi bán bên ngoài anh em sẽ được mã pd màu vàng hồng cả trên dưới đánh phây xước cạnh bên chúng ta cũng sẽ được hoàn thiện được phây xước và anh em thấy độ mới rất là tốt nhé đấy là về cơ bản ngoại hình còn về độ mới thì em sẽ zoom cho anh em nhìn một chút này đây bây giờ cái nền benzo này rất là mới luôn đấy hầu như không thấy vết xước nào số điện các bác nha chỗ này là cũng là cái vết vân uh, tay thôi chứ cũng không phải vết xước đâu nhìn bên rồi độ mới là hoàn hảo các bác cạnh này càng trên này Đấy, càng dưới này con này thì mua các bác không phải làm tăm một độ mới đâu nha nó rất là mới và đẹp cạnh bên này cạnh bên mà còn được như này quá đẹp luôn hơi tiếc một chút là nó không hộp thôi Chứ con này về độ mới nữa bảo là hàng này cũng được chứ không phải là hàng quà sử dụng nữa dây này Bộ dây của em này chúng ta cũng thấy độ dây còn rất là mới và dây thiết kế theo kiểu uh, uh, mắt bo tròn của ngày xưa và xoay của dây chúng ta thì sẽ là dây thắt đúc nó ba mắt đánh phân sức và hai chỉ nhỏ làm cái bóng đan sen bên này cũng tương tự này rất mới các anh nhé khóa này khóa thép đúc dày dặn và chắc chắn này logo seiko được chập chìm ở đây và độ mới của khóa rất là ổn luôn con này về độ mới các bác không phải lăn tăn rất là mới sử dụng rất yên tâm về kích thước thì em sẽ đo mà không tính đúng cho các bác nhé này thì giờ tầm khoảng 38,5 thôi đấy độ dài một số của chiếc này chúng ta sẽ có là khoảng tầm 12,8 và lắc tu lắc lắc lại hơi ngắn một chút hơi cong lại còn đã cong lại còn ngắn nữa cơ 44 thì với thông số kích thước này thì tay anh em chỉ cần khoảng tầm 15 hơn một chút là em nghĩ có thể đeo được còn mà, mà tay dưới 15 bây giờ đàn ông Việt Nam chắc là khó ít ai có tay dưới 15 lắm còn cái con này thì hầu như là có thể đeo được con đẹp nhất là tay khoảng tầm 15.3 15.4 trở lên đó ví dụ tay của em đây là 15.8 này. theo phải nói là vừa khít luôn này các bác nhé. Và mắt dây sẽ đủ tay khoảng tầm 17 hơn, 17 năm Rất đẹp luôn. Đấy, đeo lên tay cái tông màu rất là hay. Ờ, cái vẫn cái bộ máy 6R nó sẽ cô thì thường khá là ít xuất hiện những con hồ màu nâu kiểu như này các bác nhé. Ở đây là cái màu sắc rất hiếm, là thiết kế đã hiếm. Thiết kế cũng rất hiếm đó. Là con này cho tầm cũng rất là tuyệt, tốt đấy. Về đáy máy chúng ta thiết kế đáy hở để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Thì trên ngân vang là anh em sẽ thấy là bộ máy 6R20A của chúng ta thì sẽ có 29 chân kính, là số lượng 28 và 800, thì có tối đa của em này là 45 tiếng. máy in-house được sản xuất product tại Nhật, logo Seiko và Seiko Timecorp. Bên ngoài chúng ta có logo của hãng này. Máy automatic này. À, mức trong nước 13 tương đương 100m, thân vỏ làm thép công nghệ Đây chúng ta có mã máy mã phần cơ back à, -in Japan là sản xuất và tại Nhật Đấy, Và 29 chân kính là số chân kính của bộ máy các thông tin hiển thị ở đây thì nó sẽ được dập chìm vào chứ không phải laser đâu các bác nhé cho nên nhìn nó khá là sắc nét và khỏe đấy à, bộ máy 6 là 20 cũng là bộ máy thời điểm hiện tại trên thị trường thì xuất hiện khá là ít thời điểm này là máy những 21 24 và 27 nó xuất hiện nhiều hơn máy chúng ta để đổi chức năng từ lên có tự động lên có bằng tay anh em thấy kiếm lên bạn có tay nữa kiếm sang nó chạy lên này. dừng kim dây chỉnh giờ chúng ta sẽ mở nó ra chỉnh giờ hai nấc kim dây dừng lại trước anh em chỉnh trời xác từng dây đồng hồ có lịch thứ ngày anh em vặn góc 12 giờ lịch thứ ngày nhảy thì đây đang giờ buổi sáng và em sẽ để mức 8 giờ sáng này đóng lại kim dây chạy bình thường chỉ lấy ngày anh em mở ra nó một đất bạn xuôi theo chim đồng hồ chúng ta chỉnh lịch ngày và ngược trừ kim đồng hồ chúng ta chỉnh lịch thứ Đấy. sau chỉnh giờ lịch thứ ngày sau anh em nhớ đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh mở núm nước vào mức trong nước em này là 100m mức trong nước rất tốt các động thường ngày anh em đi mưa rửa tay và xe rất thoải mái Lưu ý với anh em là không ban hồ đi bơi, tám tám lại một tám sông hơi. <laughs> với mức giá bán là 15 triệu 500 Nếu anh em mà thích trường này có thể làm với bên em thông qua số điện thoại để phím trên hình và các thông tin liên hệ em để, để phía dưới phần mô tả của video nhé. Khi anh em gọi điện tin em sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về trước hôm này. Cảm em rất nhiều theo dõi video này của bên em. Xin chào và lại <laughs> anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.